Tiết mục đầu tiên để mở đầu cho chương trình Sân khấu và nụ cười thứ 19 của Vân Sơn Entertainment. Mời quý vị thưởng thức qua Vân Sơn, Bảo Liêm, Giáng Ngọc cùng đoàn vũ dân tộc Lạc Hồng trong tiết mục Nồi nào Úp dùng nấy. Và câu chuyện xảy ra, mời quý vị hãy tưởng tượng trước mặt quý vị tại một vùng quê ở Việt Nam, tại một khu trồng trầu và một cuộc tranh tài hái lá trầu giữa các cô thiếu nữ và thanh niên ở trong làng như thế nào. Câu chuyện bắt đầu. Anh em ơi! Ôi! Chị em ơi! Ôi! Bắt đầu! Anh đến quê em rộn ràng ngày mới, cuộc sống đi lên nhịp đời đón mời. Hương lúa thơm nồng hẹn mùa gặt tới, sớm nhỏ ai hò thương quá người ơi. Anh đến nơi đây tình chầu mai mối, câu hát dân ca đượm màu cuộc sống, trầu thắm duyên quê đậm đà tấm lòng. Hương lá thơm nồng cội nguồn từ đất, chất giả bao đời thương mãi trầu ơi. Dăm miếng cao tươi một bình vôi mới, trầu nhớ thương ai nặng tình hẹn thề. Ai đến nơi này mà trong bàn tay chân yếu điệu đâm 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 từng tên chung nắm tay tâm tình tay chân tao rú riệt bàn hoàng cưng đơ chúng bay nghe tiếng tấn công đâm 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 đâm
đắp từng tên. Đánh chung cho mạnh dạn, đánh cho ba má nhận không ra. Tay chân rủ rượu, đánh đánh đâm đâm đắp từng tên. Đánh chung cho không còn tay chân rủ riệt bàn hoàng hết đi. Kêu đi hái trầu ra đây đứng tâm tình rồi ha. Đừng có tao gõ mày cái mày lỗ đầu mày giờ. À, tiếng đồn thiệt quả không sai. Người ta đồn là cô gái làng trầu với người nào người nấy đẹp quá trời quá đất luôn. Tôi bét vợ ông nghe ông. Sao bên làng tôi trồng toàn cây mắc tiền không mà sao gái làng tôi sao đứa nào đứa nấy vậy nó sao đau sao đớn. Mà làng của phụ ông trồng cây ăn trái gì phụ ông? Còn có trồng cây mắc tiền không á. Trồng cây mít với sầu riêng. Cho nên gái làng tôi vậy đứa nào đứa nấy vậy nó tròn như trái mít, còn mặt mày nó y như trái sầu riêng. Dạ. À, nếu cô hai không từ chối, dạ. À, tôi xin cưới cô hai làm vợ được không? Ý, dạ không được, không được. Nè, nè, dạ. Ông phụ hộ ơi, phụ hộ. Gì mày? Nói phụ hộ nghe. Cái gì? Ông phụ hộ đừng có thèm lấy con nhỏ này. Con nhỏ này nó xấu quắc, nó đen thui mà lấy cái gì? Vậy sao? Suốt ngày ở ngoài đồng không à? Con giới thiệu mà hộ qua cái làng kế bên á, ờ. Cái làng cao với lại cái làng dâu á, trời ơi con gái nó đẹp tàn nhẫn luôn. Ôi mày ơi, tao thấy rồi đừng gạt tao mày ơi. Trời ơi gái làng cao hả? Trời ơi đứa nào đứa nấy mặt mày nó nổi cục như trái cao hả? Còn gái làng dâu hả? Mặt mày nó trắng nhách à. Như cái bình dâu vậy lấy nổi không? Lấy về nhát ma tao hả? Trời ơi mày thích mà qua bển mày cưới đi. Tao chứ khoái. Cô hai làng trầu. Dạ phú ông mà giàu vậy á thì thiếu gì gái ham. Dạ lại em thấy phú ông có nhiều vợ lắm. Dạ lấy nhiều quá thương sao không nổi. Bậy. Trời ơi con hai chồng trầu mà con hai nghe ta nói ha. Ta dạ. Nói là chồng trầu á thì phải khai mương, làm thân nhiều vợ phải thương cho điều. Thương đều là thương sao vậy phú trời ông? Trời ơi, tức là lấy vợ nào cũng phải thương cho nó đều. Thí dụ mình lấy vợ nhất á, mình thương 2-3 năm cái mình ngưng. Mình thương cái vợ thứ hai. Thương vợ thứ hai cũng 2-3 năm bằng bà đầu vậy cái mình ngưng. Mình thương bà thứ ba. Bà thứ ba là 2-3 năm nay rồi, giờ ngưng kiếm bà thứ tư. Nè, dạ. Buổi sáng qua bận dữ lắm. Dạ. Tao thấy để tối á, nhất là khuya. qua, bàn tính ngang. Mày! Dạ. Về mày! Kêu tụi bay đánh đâm đâm, tụi bay cứ đứng giật giật cái chân không mà làm gì. Đi về. Tối qua. Mày, cái mày. Ôi, cái tướng cha già hết xí quách. Mày đã tính kiếm thêm vợ bé hả? Có cách rồi. Có cách. Qua nhà ổng. Mét vợ ổng là xong. Đi. Ngày ngày gọt mướp cay nấu canh, gọt hai cô khuya sớm cứ bỏ nhà đi cơ mà đi đâu, đi cơ mà đi đâu, bắt tôi lo lắng ở nhà thương cơ mà thân tôi, bữa chồng ơi có về đây mắng giùm tôi. Ngày ngày vợ lớn bắt nấu cơm, vợ bé bắt đâm lưng, chúng tôi lâu lắm mới bỏ nhà chơi cơ mà đi chơi, chơi cơ mà đi chơi. Đêm trưa tối ở nhà lưng cái mà đấm lưng, bớ chồng ơi có về đây nói giùm trò. Nè nè bà lớn có biết không, bà bé có biết không, thấy ổng lùi tới mấy hôm rày bên cái mà xôm bên theo cái mà mấy cô
hãy mau lo cách dư chồng. À, mau cái mà cho mau, mấy bà ơi, co chồng chung phải ráng mà lo. Nhiều bà rồi mà còn muốn kiếm gái tơ, còn muốn kiếm gái tơ. Chúng ta đi kiếm bắt ổng về, bâm cái mà ta bâm, tương cái mà như tương. Chúng ta mau kiếm ổng về, thầy cái mà phanh thầy, mấy bà ơi quyết đừng tha, cắt đừng dê. Thứ cóc mà lấy làm chi nhảy ơi, chẳng heo nó bèn đi hôi. Nhảy lắc đầu nàng lại chẳng ưng, lắc đầu chẳng ưng. Con ếch ngồi ở sau lưng, nó kêu là kêu cái ẻo. Biểu ưng cái ưng chờ rồi, biểu ưng chờ rồi. Mậu chờ ai, có ai chờ mậu, chứ mậu làm sao lấy chồng mà không ham. Cóc nhảy dù có lầm than đừng đeo đuôi, nhai ngỡ ngàng lòng dạ ngổn ngang, ý mà sốt sang. Còn ớt ngồi ở trong hang, nó kêu là kêu cái quạch. Biểu tha nó đi chờ rồi, hãy tha cô nàng. Bậu chờ ai chứ ai chờ bậu, bậu giàu sang thiếu gì mà gái hàng. Có chết mình cũng là theo nhảy ơi, chẳng hiểu qua quyết lòng đeo đuôi. Nhảy lắc đầu mình cũng chẳng tha, lắc đầu chẳng tha. Còn ít dù có kêu la, nó la là cái ẹo, là cái oẹn. Phải ưng cái ưng cho rồi, phải ưng cho rồi. Bậu chờ ai, có ai chờ bậu, chứ bậu dù la quyết lòng ta chẳng tha. Chết nàng nhai liều thân chết theo, chẳng hiểu khó lòng mà đeo đuổi. Nhai rõ ràng lòng dạ thủy chung, tâm lòng mà sắc son. Còn ếch dù bắt lên non, cũng kêu là kêu cái quạt, là kêu cái quạt. Biểu ngưng cái ngưng cho rồi, biểu ngưng cho rồi. Tịch tình tan ở tan là tình tình, tịch tình tan chớ không mà thả về. Tịch tình tan ở tan tình tình, tịch tình tan chớ không mà thả về. Tịch tình tan á tan tình tịch, tịch tình tan chớ không mà thả về. Tịch tình tan á tan tình tịch, tịch tình tan chớ không mà thả về. Tịch tình tan á tan tình tịch, tịch tình tan chớ không mà thả về. Tịch tình tan á tan tình tịch, tịch tình tan chớ không mà thả về. Tịch tình tan chớ